audio tròn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 71 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phu ông biên thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio tròn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Hiểu Nhi xin nghỉ làm để đến Trương Việt tìm Phùng Dịch Phong. Vì bài học Tây Thành, Giang Hiểu Nhi cố ý tránh những điều kiêng kỵ, chọn đợi anh ở cửa. Ngay khi Mạc Ngôn và Phùng Dịch Phong bước ra ngoài, Giang Hiểu Nhi đã chạy tới. Nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô chỉ nhìn anh mà không có phát ra tiếng động. Mạc Ngôn một mặt nhìn thoáng qua, cảm thấy Phùng Dịch Phong hôm nay không ổn, lập tức nói. Anh Phùng, vậy ta đi lái xe. Trong lòng của Phùng Dịch Phong vẫn còn nguyên cảm xúc. Có chuyện gì vậy? Em xin lỗi, em biết lần này em không thể làm đúng. Nhưng chỉ vì bị mắc kẹt trong thang máy vào lúc nửa đêm, em không làm gì có lỗi với anh. Xong chưa? Giọng nói trầm ấm cất lên, Phùng Dịch Phong xoay người bước sang một bên. Nghĩ đến hai người bọn họ, nửa đêm còn đang buồn ngủ ở trong thang máy. Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như thang máy hỏng thì sao chứ? Để Trương Việt Khánh ở nhà sau. Đột nhiên, anh nhớ hôm qua, Giang Hiểu Nhi liên lạc hỏi anh có phải ở Hải Thành không? anh tưởng cô nhớ anh nhưng lúc này phùng dịch phong cảm thấy liên lạc của cô là động cơ để mang hắn về hơn nữa trương việt khánh đang mặc quần áo giấu trên tay rõ ràng là dấu răng của phụ nữ còn cô thì mặc quần áo mỏng ở nhà cùng với đàn ông sau tất cả hiện lên trong đầu anh phùng dịch phong không thể nhổ được cái gai trong lòng anh cảm thấy khó chịu anh cảm thấy tức giận Phùng Dịch Phong thái độ thay đổi 180 độ, lạnh lùng đến mức Giang Hiểu Nhi cũng sợ hãi, quay đầu lại, cô vẫn liếm mặt, đuổi theo. Phùng Dịch Phong, anh có ý gì chưa? Không tin thì có thể kiểm tra đi, để tránh anh ta. Hôm qua em đã đậu xe ở trung tâm thương mại, anh tự đi tìm đến. Anh ta đặt điều nói xấu anh, em không tin, bây giờ ngược lại anh lại không tin em sao? Giang Hiểu Nhi nước mắt không thể kìm được nữa mà trào ra. Bình tĩnh hai ngày, phùng dịch phong nhất thời không biết nên đối mặt với cô như thế nào chồng sẽ bỏ em sau trái tim của phùng dịch phong cũng như ngừng đập thật lâu không nói nước mắt của giang hiểu nhi càng trào ra mãnh liệt hơn cô không ngờ rằng đối với tây thành biến cố lớn anh không trách nhưng lần này anh đột ngột thay đổi anh có thể dung túng cho sự kiêu ngạo cố ý không nghe lời của cô dù sao thì cũng là một người đàn ông một tay che trời chỉ có điều này Phùng Dịch Phong ở trong cổ họng anh. Điểm này anh thật sự không thể chịu đựng được. Nhưng nếu như ly hôn với cô, Phùng Dịch Phong khó mà lựa chọn. Anh không trả lời chỉ quay bước đi. Giang Hiểu Nhi lại cảm thấy bị thế giới này bỏ rơi. Thế giới là hỗn loạn hắc ám. Đứng yên, cô ấy không đuổi theo. Trong câu lạc bộ nói xong chuyện, Phùng Dịch Phong đã đi ra khỏi phòng riêng, ở bên cạnh cửa sổ rút ra điếu thuốc, nhưng cuối cùng thì chỉ hít một hơi rồi lại dập tắt. Tôi đứng đó một lúc, đang định rửa mặt, thì quay lại một bóng người trắng gầy gò lấp ló trong tầm mắt. Anh có chuyện gì sao? Dùng lầm khiết. Sao cô lại ở đây? Hẹn giáo sư yoga xem lớp. Lúc thang máy mở ra, đã nhìn thấy anh. Đương nhiên, cô không chú ý tới hành động của anh. Nhưng lúc này đây, cô sẽ không nói với anh ấy sao? Bởi vì cô ấy sao? Không có ai ngoài trừ người phụ nữ đó có thể khiến cho anh cô đơn như vậy. Cùng một chuyện, tại sao kết quả lại kém hơn nhiều như vậy? Anh đối với Giang Hiểu Nhi còn bao dung hơn với cô sao? Móng tay đâm vào lòng bàn tay, dùng lầm khiết cảm xúc có chút không thể khống chế được. Cô ấy làm việc có lỗi với anh như vậy, mà anh vẫn còn giữ cô ta ở bên cạnh sao? Lần này là Tây Thành, lần sau có thể là Nam Thành, Bắc Thành. Đừng trách em nói xấu, bây giờ chưa phải là lúc tình yêu liệu có bao nhiêu. Làm sao 10 năm của chúng ta em có thể lại tai họa cho anh chứ? Em gặp cô ta không thể giống nhau. Đối với một sự kiện lớn như vậy, anh định cho rằng nó chưa xảy ra sao? Thật không công bằng. Rõ ràng bây giờ anh nên hối hận vì đã từ bỏ cô. Cô nên cùng vạch xuất phát với người phụ nữ đó. Tại sao thái độ của anh vẫn như thế này chưa? dịch phong tình cảm của chúng ta là thuần khiết nhất là chúng ta thích hợp nhất ý rằng cô ở bên là vì tiền của anh thôi ý tứ của dung lầm khiết phùng dịch phong đều nghe rõ lúc cô vươn tay muốn giữ lấy anh anh vẫn vô thức tránh ra bằng cách bốc hộp thuốc tôi không quan tâm tôi em ấy hiện tại còn yêu em ấy vì vậy dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không đuổi em ấy đi Liếc nhìn cô đầy ẩn ý, Phùng Dịch Phong xoay người trở về phòng riêng, dùng lầm khiếp nghiến rằng trong phút chốc, lúc này anh nó còn nói lời yêu sao? Ở một bên mua sắm, Giang Hiểu Nhi, cả người đều tâm tư đều như rỗng tuếch. Sau khi trải qua những thay đổi trong gia đình, nỗi buồn của Trương Việt Khánh, nỗi buồn của mấy năm qua, trong nhận thức của cô, tình yêu là một thứ xa xỉ. Có hay không thì cũng không sao, hơn nữa lòng kiêu hãnh khiến cô không muốn yêu. Nhưng sự im lặng vừa rồi của Phùng Dịch Phong khiến cô vô cùng khó chịu. Nghĩ đến việc anh có còn cần cô hay không, cô lại muốn bật khóc. Tưởng rằng trái tim mình đã chết, sẽ không bao giờ đau vì tình yêu nữa. rằng Hiểu Nhi hiện tại đau đến mức muốn chết đi sống lại. Rời khỏi Trương Việt, cô đi dạo phố, không biết mình đã đi bao lâu, không biết mình đã đi đâu, cô ấy cứ bước đi. Khi cô định thần lại thì trời đã nhá nhem tối, đường phố ngập tràn ánh đèn neon đông đúc tràn ngập không khí của cuộc sống về đêm ở thành thị thức tình bởi tiếng bước chân không ngớt nhìn lên chỉ thấy một nhóm người đang tụ tập trước một tấm biển lớn tự hỏi họ đang nhìn cái gì giang hiểu nhi tránh né đám người vừa đi đến đối diện một tiếng kêu chuyển đến wow phó tân hắn tới thanh thành để xem hòa nhạc Bài hát của anh ấy rất hay, giọng rất trầm, rất gợi cảm và trung thực, rất nam tính. Đúng đúng đúng, anh ấy cũng rất đẹp trai nữa, anh ấy rất quyến rũ. Hoàng tử của tôi, tôi lớn lên và nghe các bài hát của anh ấy. Tôi nghe nói rằng anh ấy có một buổi hòa nhạc mỗi năm, và lần này đó là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cuối cùng. Quán bà Nên thế, bây giờ có nhiều thịt tươi nhỏ, ai còn nghe đĩa mềm cũ chứ, có phải không nào? Mưa gió tuổi 20 tìm về kỷ niệm. Tuổi 20 có bài hát mới. Ở sân vận động hoành tráng lắm. Vé sẽ được bắt đầu bán vào tuần sau. Các bạn nhớ nhắc nha. Giang Hiểu Nhi ánh mắt chớp động. 20 năm sau. Phó Tân là hắn sau. Giang Hiểu Nhi bất giác đã quay lại. Tầm mắt đào qua đám người. Trên tấm biển, một đám nhân vật lọt vào tầm mắt. Âu phục phục ra. Một người đàn ông trung niên phòng thái quý ông. Phó Tân sau chú nhỏ của cô sao thực sự là anh ấy giang hiểu nhi đợi đến khi những người xung quanh giải tán thì giang hiểu nhi mới bước đến bảng quảng cáo chú ấy đã trở lại buổi hòa nhạc không còn gì thì sao tìm được số liên lạc giang hiểu nhi vội gọi xin chào tôi muốn hỏi cô có phải là trợ lý tên là phan hoàng sao cô có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của cô ấy không tôi là cháu gái của cô ấy tôi tên là giang hiểu nhi cô có thể xác nhận với cô ấy Tiểu thư, tôi muốn mua vé, tuần sau đến điểm bán vé. Tôi muốn kết hôn, đổi sang chỗ khác. Chúng tôi không có nhân viên họ phan ở đây. Này, tôi thực sự là... Giang Hiểu Nhi chưa kịp nói xong, thì tiếng bíp cúp điện thoại truyền đến. Nhìn điện thoại, Giang Hiểu Nhi cả giận. Làm sao vậy chứ? Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng cô mơ hồ nhớ tới gì của mình. Tuy rằng mấy năm nay, bọn họ chạy ra nước ngoài, nhưng trước khi gia cảnh của cô đi xuống dì thường xuyên liên lạc với mẹ vì chú vì là một ngôi sao dì luôn ở bên cạnh anh với tư cách là trợ lý chạy khắp nơi cùng với anh bởi vì thân phận đặc biệt và thói quen bất thường của anh dì luôn liên hệ vì vậy chắc chắn là không sai ngay cả khi cha cô ngã và mẹ cô nhờ dì giúp đỡ cũng không tìm thấy ai cả có cơ hội gửi qua nhà họ một số sản phẩm đặc biệt mẹ và dì gần chục tuổi rồi nên mẹ cũng đỡ làm chị. Vừa là con gái, tuy nhiên không tiếp xúc nhiều, không liên lạc với nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt. Lần ấn tượng nhất đối với Giang Hiểu Nhi là khi ở với dì hơn nửa năm, dì coi cô như con đẻ, rất nhiều đồ hiệu đều được dì mua cho. Tuy rằng mấy năm nay không liên lạc, nhưng Giang già hiện tại nghĩ khi trở về sẽ liên lạc với bọn họ, muốn gặp nhưng nhà đã truyền đi ghi lại địa chỉ nơi làm việc, Giang Hiểu Nhi quyết định tìm thời gian trong ngày để đích thân đến thăm gì. Tin tức đột ngột khiến cho Giang Hiểu Nhi cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đang đi dạo thì cảm thấy hơi đói nên ăn một bát mì ở quán ven đường, sau đó thì đi loanh quanh để tiêu hóa. Đi ngang qua một góc phố, cửa hàng nhỏ giống như cung điện phan lê rất trong suốt, đột nhiên lọt vào tầm mắt. Tới gần, mùi thơm nồng nặc, Giang Hiểu Nhi cũng xoay người bước vào thiết kế của tiệm rất tinh tế trên kệ có chai lọ vò hộp ví túi nhỏ nhưng nhiều nhất là các loại nước hoa đủ màu nhiều hình dạng chai lọ đẹp mắt xung quanh vẫn là một số hoa hồng trang trí được cắm rất đẹp chính giữa lối đi hình tròn có một cái máy pha cà phê màu sắc cũng đa dạng có vẻ như nó có thể điều chế tại chỗ nhưng rất kỳ lạ là bên trong đều rất trống rỗng nhiều đôi hình dạng bị vật khác ngăn cách ở giữa một quán rất đặc sắc hương thơm thấm vào men màu lóe lên tràn đầy lãng mạn mà sang hiểu nhi cảm thấy mang theo chút nét buồn hoàn nghênh tiểu thư đến ái ngữ hương tiểu thư cô cần gì chúng tôi có thể chuẩn bị cho cô đây một loại nước hoa dành riêng cho cô sang hiểu nhi quay người một phụ nữ trung niên thân hình gầy gò tóc hơi bạc trắng ăn mặc khá mỏng manh hai người nhìn nhau ngạc nhiên cô gì Giang Hiểu Nhi vừa nói, bên kia liền nghe. Giang Hiểu Nhi. Giang Hiểu Nhi gật gật đầu, vẻ mặt không tin. Dì sao có thể ở chỗ này chứ? Lại trở nên già nua như vậy. Nhìn còn già hơn cả mẹ cô nữa. Dì à, dì có chuyện gì vậy? Mọi chuyện trở nên như thế này sao? Hoàn toàn khác với quá khứ. Giang Hiểu Nhi, sao con lại ở đây? Dì đi tìm con đã lâu. Bước tới nắm tay cô, Phan Hoàng hai mắt rưng rưng, sau đó nói, vào ngồi đi, vào rồi nói. Sau đó bà tiễn khách, mọi người thật xin lỗi, hôm nay có chuyện ở nhà, chúng tôi phải đóng cửa sớm, ngày mai có thể trở lại. Xin thứ lỗi cho tôi. Sau khi đóng cửa hàng, hai người đến dành sau. Giang Hiểu Nhi phát hiện cửa hàng nước hoa có hai tầng, cửa hàng ở tầng dưới, phòng ngủ ở tầng trên, là một căn phòng nhỏ rộng 4 đến 50 m2 với một đầu là giường và một đầu là bếp phòng tắm không quá lớn nhưng cũng rất tinh tế chứa đầy đồ của phụ nữ, thậm chí chiếc giường chỉ lớn hơn giường đơn một chút. Giang Hiểu Nhi có chút không thể chấp nhận được, rõ ràng đây đều là đồ của gì, nhưng trong trí nhớ của cô, gì từng là trợ lý nổi tiếng trong giới, thông thạo các loại công việc kinh doanh, chưa kể quan hệ của gì với Phó Tân, Tường chừng không đơn giản, chỉ là công việc hơn 10 năm trước. Dì có thể sống trong một ngôi nhà sang trọng với thương hiệu nổi tiếng Tại sao bây giờ lại sống trong một nơi nhỏ bé như vậy chưa? Ít nhất cũng tìm được một căn hộ. Chẳng lẽ cô ấy thậm chí không đủ tiền để mua một căn hộ sau hơn 20 năm làm việc sao? Hay là cô ấy cũng bị phá sản? Nghĩ xong, Giang Hiểu Nhi cảm thấy không thể. Gia đình họ phá sản vì tính toán sai lầm. Trong trí nhớ, gì dù sao cũng là phụ nữ, lại rất bảo thù trong đầu tư. Lúc đó, ba cô đã cho lời khuyên. Dì cũng nói rằng dì không muốn, và dì ấy thích sự an toàn hơn cảm thấy khi cả khoản đầu tư thất bại cũng không đến mức này, nhìn sơ qua đã hết phòng, ngoại trừ nơi đặt bàn thờ Phật bằng vàng sang trọng, còn lại thì mọi thứ đều rất đơn giản. Cô là tín ngưỡng Phật giáo sao, hay là thần kinh doanh? Giang Hiểu Nhi nhìn Phan Hoàng bưng đồ ăn vặt và hoa quả ra rồi, không ngờ lại gặp được con ở đây, ở nhà không có gì tiếp đãi, còn đừng chán ghét. Phan Hoàng nhiệt tình rót nước nóng cho cô, sau đó nói: "Tiểu Nhi, nhà có bánh bao." Còn có đói không? Giang Hiểu Nhi chỉ cảm thấy tay dì ra bọc xương. Dì đừng khách sáo, con ăn rồi, ngồi đi, nói chuyện đi. Này! Ngồi cạnh, Phan Hoàng không khỏi vuốt tóc cô và má cô. Khuôn mặt của dì đầy những nụ cười cùng nếp nhăn. Lớn hết rồi, vẫn cứ xinh đẹp như trước. Không phải, so với trước kia còn đẹp hơn. Mà này, em gái và anh rể của con thế nào rồi? Dì về một thời gian rồi, lúc đầu còn có liên lạc, sau đó lại tới Phùng Thành theo dõi mới nhận ra giang gia đã phá sản nhà cửa bị phong tỏa dì hỏi thăm tin tức khắp nơi mà không ai biết không ngờ lại gặp nhau ở đây vì xúc động đôi mắt của phan hoàng đỏ hoe giang hiểu nhi cao hứng kể lại cho bà chuyện của những năm qua bệnh tình của ba con cần phải hồi phục sức khỏe bạn bè của con thì đều có viện dưỡng lão ở nước ngoài con cũng không muốn bọn họ bị quấy dày mấy ngày trước vừa đi nếu như gặp gì sớm hơn thì có lẽ sẽ được gặp lại nhưng mà sang nhật cũng lâu đợi bố mẹ ổn định chúng ta sẽ cùng nhau gọi ngược lại là gì đó bố mẹ sẽ rất vui khi được gặp gì thật may mọi người vẫn sống tốt tôi không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy thế giới thực sự không thể đoán trước được phan hoàng bất giác thờ dài xúc động nhưng giang hiểu nhi lại thấy trong mắt cô thoáng qua nỗi buồn nhàn nhạt có chút ghen tị cùng phức tạp cảm giác được trong lòng có cái gì đó giang hiểu nhi đem cánh tay của cô đồng thời nắm chặt gì à còn gì sao lại mở cửa hàng bán nước hoa ở đây còn vừa mới nhìn thấy chú đang đến thanh thành biểu diễn hai người đã xảy ra chuyện gì sao sao lại thành ra như vậy chứ thật khó nói gì và chú con đã ly thân nhiều năm phan hoàng nuốt nước bọt cảm xúc thăng trầm thân thể căng thẳng Thấy gì đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, Giang Hiểu Nhi thấy gì cảm xúc dường như phẫn hận. Dì giật mạnh tay cô, nhặt một chuỗi hạt Phật thủ màu xanh ngọc, lên niệm vài câu, cả người như bình tĩnh lại. Thật lâu sau, Giang Hiểu Nhi yên lặng nhìn dì không quấy dày. Mở mắt ra, Phan Hoàng đặt chuỗi hạt cầu nguyện lên trên tấm vải nỉ ở một bên khay. Có thể thấy cô rất quan tâm đến chuỗi hạt cầu nguyện, giống như những chiếc vòng tay rất trong suốt. Cuối cùng thì cô ấy làm động tác chắp tay, khi nào có thời gian gì sẽ kể cho con nghe nhé. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm, Giang Hiểu Nhi cùng với Văn Hoàng chen vào trên giường nhỏ, hai người lang thang lạnh lẽo cô độc, dường như như cập bến cảng, trước mắt có chút ấm áp và thoải mái. Cả hai đã nói rất nhiều và họ nói chuyện đến rất khuya mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Giang Hiểu Nhi thức dậy, Phan Hoàng đã sẵn sàng một bữa ăn đơn giản lên bàn, rồi đến trước bàn thờ Phật đốt thêm một nén hương bước qua. Vài năm trở lại đây, dì đã quen với việc ăn chay, dì không có món thịt nào ở đây cả. Dì nấu một ít cháo và đồ ăn kèm, ăn đi, lần sau làm một bữa tiệc lớn hơn để đãi con. Dì đang nói cái gì vậy? Rất thịnh soạn, dì cũng ăn đi. Cầm lấy một viên hoành thánh, Giang Hiểu Nhi đưa cho dì trước cô ấy từng rất thích đồ ngọt cô ấy thích ăn giò hoa với hành lá còn gì thì thích ăn tam giác mạch trong khi mẹ thì thích bánh hấp nhưng trên thực tế nhiều thói quen sẽ mất đi vì khi quá nghèo và đói ai quan tâm đến những điều này chứ nhớ lại nhiều chuyện của quá khứ mà đêm qua dì nói với mình lòng của giang hiểu nhi chua xót dì sau này con sẽ chăm sóc dì thật tốt nếu cô muốn có thể coi con như con gái gia đình chúng ta có thể sống tốt một đời được rồi, ta hiện tại chỉ có em gái. Tiểu Nhi à, học hỏi gì? Nếu như là nam nhân, chỉ cần tin tưởng ba điểm thôi. Lúc nào nên buông tay thì nhất định phải từ bỏ. Thứ hai, tình cảm gia đình là trên hết. Tình yêu là thứ hai, còn cũng đã từng bị tổn thương bởi tình cảm. Dù ngã ở đâu và đứng dậy ở đâu, nhưng đừng có làm như vậy, lại sai lầm. Đừng làm theo lối cũ của gì. Dì mong con hạnh phúc Nếu thích hợp thì sinh con sớm đi Dì sẽ giúp con chăm sóc Đã sống qua cơn nghiện làm mẹ rồi Biết rồi Vậy thì nhất định phải sinh thêm mấy đứa nữa Khi Phan Hoàng đang ôm rau Giọng nói của Giang Hiểu Nhi thực sự nghẹn ngào Dì à Nếu dì thích như vậy Tại sao dì lại không nhận con nuôi Phan Hoàng vừa khóc vừa cười nói Đã 10 năm trôi qua Hầu như ngày nào dì cũng ăn thuốc như cơm bữa Bị tiêm thuốc Cánh tay gì đầy những vết kim châm, bầm tím, đã từng bị nghi ngờ là con nghiện, thậm chí còn đến giờ cảnh sát để điều tra. Hiểu Nhi à, con có biết 10 năm nay gì đã sống như thế nào không? Suýt chết mấy lần, mấy lần gần như là phát điên lên vì trầm cảm. Tóc đã rụng hết, còn lại cũng bạc trắng. Nhìn không giống 40 mà tưởng 60. Làm sao dám nhận nuôi con trong hoàn cảnh như vậy chứ? Sinh còn để chăm sóc còn không dám, Ngón tay gầy lạnh lẽo nắm chặt tay sang Hiểu Nhi, đừng tin những người đàn ông thất hứa, gì vì hắn ta, giấu mặt suốt 20 năm, vì sự nghiệp, giải thai 3 lần và chạy vạy với anh ta, anh ta trở thành một người nổi tiếng được nhiều người biết đến, còn gì thì sao, một bà già cằn cỗi, đồ nát. Tụi bây giờ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, nhưng gì còn gì đâu, đưa tiền cho gì, không ly hôn, mặc kệ gì, khi ấy mới ngoài 20 anh ta còn một đứa con trai, còn có tin vào tình yêu của thế giới này không? còn có tin vào tình cảm của thế giới này không? hai mươi năm đánh đổi một kẻ bạc tình sao? dì luôn muốn dùng dao để kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. giật giật đôi bàn tay yếu ớt và run rẩy, Phan Hoàng không kìm được mà bật khóc. Ngoại trừ thân thể ốm yếu, chỉ còn lại thân già, đưa sao cũng không nhặt được. Hơn nữa người ta còn có nhiều tiền, nhiều tiền, xe đẹp vợ đẹp, những thứ này đều là của gì? Nó được nuôi dưỡng bằng 20 năm làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng thì gì đã đánh mất tất cả của mình? Làm sao quan trọng bằng tình yêu? Với một nụ cười mỉa mai, gương mặt của Phan Hoàng đầy đau buồn và phẫn nộ. Tất cả chỉ là lời nói dối. Không biết liệu khi anh ấy không còn nổi tiếng nữa, anh ấy sẽ nghĩ đến một người đã hy sinh tất cả. Nếu như anh ấy có hiểu tại sao không có con không, hắn miễn cưỡng cho gì 5 triệu. Đây là nam nhân ích kỷ. Khi cần mới tới, khi không cần nữa, thì hắn sẽ thật sự vứt bỏ. Đã vậy, còn lấy đi tất cả tiền bạc trong tay của dì, thứ mà trước đây luôn luôn đưa cho dì. Thực ra hắn muốn có con, nhưng dì phát hiện ra rằng hắn không thể có con được. Dì nên nghĩ đến kết quả này, không nên bị lừa dối. Nhưng lại nghĩ ở với nhau hơn 10 năm không có tình yêu thì cũng có tình cảm. Dì nghĩ nhiều quá, khi đàn ông không còn muốn nữa thì họ sẵn sàng vứt bỏ. Chật nhận ra mình đã nói quá nhiều, Phan Hoàng nói. Đồ nguội hết rồi, ăn đi. Dì dặn con điều này để nhắc nhở con, đừng bị tình yêu làm cho lá mắt. Con đã bị một lần rồi, đừng như gì dành 6 năm mới bỏ xuống. Phụ nữ có bao nhiêu lần 6 năm đâu, 6 năm sẽ có mấy người đàn ông nguyện ý trả giá tiểu nhi gặp được người đàn ông tốt thì vẫn phải nắm lấy nhưng đừng có đánh cược với người ấy cả đời gì để đánh đổi nhiều năm trầm luân trong bóng tối còn có thấy không có lẽ trời phạt khi ba bốn lần bỏ đi đứa con của mình làm điều ác thì phải gặp điều ác nhưng nếu như người đàn ông quan tâm tới mình thì mình có thể giả nua như vậy sao vì ngâm mình trong thuốc hắn ta có biết được không không hắn ta chỉ phàn nàn rằng gì không thể có con thật sự có quả báo gì không không bây giờ tình nhân của hắn đã có con trai hắn ta vẫn giàu có không biết cuộc sống của hắn ta tốt như thế nào giờ nghĩ lại đi nếu như hắn ta có trách nhiệm một chút thì cũng đã có con gì mù quáng vì tình yêu đôi khi phụ nữ thật ngốc nghếch đối với đàn ông đối với những lời ngon tiếng ngọt trong miệng cuối cùng thì chỉ có thể ăn chay niệm phật tiểu nhi à Người đàn ông nào cũng không đáng để phụ nữ hy sinh bản thân. Hãy nhớ lời dì nói, lấy được một người đàn ông phụ thuộc vào chinh phục chứ không phải là hy sinh, không được cúi đầu ích kỷ hơn. Tất nhiên, cứng rắn quá cũng không được, đàn ông và đàn bà đều khác nhau, đàn ông là những người mạnh mẽ, gì không thể làm gì ngoại trừ ghét. Cuộc đời này đã đi đến hồi kết rồi, gì có thể gặp lại con, biết tin về em gái của mình, gì không hối tiếc khi chết. Em gái của dì may mắn hơn dì, cô ấy đã chọn được một người đàn ông tốt. Giang Hiểu Nhi vẫn vô cùng sừng sốt, nhất là có người nói đến Phó Tân, nói thích hắn duyên cùng ca hát của hắn. Trước đây, cô cũng cảm thấy như vậy, rằng chú là người lịch lãm, quyến rũ và tài năng. Lúc này, khi nhắc tới người đàn ông này, cô nóng lòng muốn đấm, Tuy rằng quan hệ giữa hai người không có ai biết đến, nhưng dù sao thì cũng là một nửa người nhà, bây giờ lại là người cũ, nhưng lại là một tên cặn bã. Phùng Dịch Phong đã ở bên cô lâu như vậy, loại chuyện đó anh cũng không làm kém gì, nhưng dù có điên cuồng thế nào nhưng cả hai phải đồng ý, không giống như cưỡng gian. Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy được chính mình may mắn. Về mặt này, anh ấy hoàn toàn khác với phó tân đó. Nếu như anh không vô trách nhiệm như vậy Thì sao gì có thể mang thai nhiều lần Xảy thai nhiều lần Cuối cùng bị động thai rồi xảy thai tự nhiên Không thể mang thai được nữa Đau khổ không hay còn bị trà đạp nữa Chỉ là dã thú mà thôi Phùng dịch phong quá tốt Giang Hiểu Nhi quyết định kiên trì nỗ lực Sau khi làm việc sẽ đi gặp anh Hàng hái và táo tợn Giang Hiểu Nhi gửi thêm một tin nhắn cho Phùng dịch phong Lần này vẫn là biểu cảm khóc khóc Giang Hiểu Nhi soạn tin nhắn Em sai rồi, hãy nghe em giải thích. Kèm theo đó là ai cần xin lỗi. Chờ 10 phút vẫn không có hồi âm, cô tức giận cất điện thoại đi. Lúc trước anh quan tâm cô, bây giờ thật sự rất tức giận. Trước đây khi cô nhắn tin không phải là có việc quan trọng thì sẽ trả lời rất nhanh. Tìm có chút tắc nghẹn, nằm ở trên bàn. Lúc này trong văn phòng của Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Trương Việt, điện thoại di động của Phùng Dịch Phong vang lên. Anh cũng sừng sốt hồi lâu, anh có tin nhắn trả lời, nhưng cuối cùng thì lại xóa đi từng cái một. Sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy mình vẫn phải dạy cho cô một bài học nhỏ. Nếu không, không thể đảm bảo được, anh có mang người về nhà được sao? Tuy rằng anh biết ngày đó thanh thành quả thực là mưa lớn, đột nhiên anh nhớ tới Giang Hiểu Nhi cũng từng mép tới. Trương Việt Khánh tìm cô nói xấu anh ấy. Phùng Dịch Phong vội vàng cúp điện thoại, phải kéo dài mấy ngày, Trương Việt Khánh này rõ ràng là muốn kích động ly khai tẩy não cô. Nếu như lần này mà nhẹ nhàng tha thứ cho cô thì lần sau lại nghe người ta nói xấu anh sao? Trương Việt Khánh này sao lắm lời như con gái vậy? Hình như lần trước tôi đã dạy cho anh ta quá ít bài học. Khóe mắt nhìn qua một bên đống tài liệu, Phùng Dịch Phong không khỏi gõ chán. Gần đây thật sự là bỏ bê anh ta rồi. Phùng Dịch Phong cảm thấy loại thủ đoạn hung ác của mình chưa dạy dỗ được hắn ta điện thoại lại sáng lên lần này anh đặt nó xuống dùng lâm khiết gọi đến phùng dịch phong liền cúp máy sau đó gửi cho cô một tin nhắn đang họp chẳng mấy chốc dùng lâm khiết lại nhắn tin muốn một mình ăn tối cùng anh tiệc tùng sinh hoạt đa dạng hầu như từ buổi tối đến cuối tuần đều sắp xếp đều phối hợp với anh hỏi ngày nào thuận tiện phùng dịch phong cũng có thể cảm nhận được thái độ cầu khẩn của cô nhưng lúc này đang xem điện thoại cảm xúc kìm nén của vùng dịch phong nhân lên không thể giải thích được cuối cùng anh gọi lại lâm khiết tôi đã là người có gia đình rồi những loại tiệc tùng này tôi không muốn tham gia đừng tìm tôi nữa tôi không muốn nói dối cũng không muốn cho cô hy vọng lãng phí thời gian của cô thì cô cũng chỉ nhận lại được con số không thôi chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể cùng nhau nữa tôi sẽ không phản bội giang hiểu nhi không ly hôn chúng ta không có tương lai tôi đã nghĩ rằng Tôi đã bày tỏ điều đó rất rõ ràng. Cô bị từ chối. Cảm thấy rất xấu hổ. Đối với một người phụ nữ kiêu căng như cô, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô vậy. Trong tích tắc, cô gọi lại giọng nói nhỏ nhẹ. Dịch Phong, anh không cần nói. Em biết, anh bị cô ấy mê hoặc đến mức không còn lý do. Em cũng muốn anh hiểu. Em yêu anh, nguyện ý đợi anh. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được. Em là nữ nhân duy nhất trên đời này đối xử chân thành với anh thật lòng yêu anh sẽ không thương tổn anh trong lòng của dung lâm khiết không ngừng chửi rủa đồng thời không ngừng thuyết phục bản thân bình tĩnh quên đi đã nói như vậy rồi thì em cũng sẽ không quấy rầy thích anh là chuyện của em em sẽ không gây phiền phức cho anh em sẽ âm thầm chờ anh chỉ cầu anh đừng ghét bỏ em lâm khiết em cúp máy rồi anh bận vì sợ phùng dịch phong nói lại Dung lâm khiết lựa chọn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi tức chết đi được Dung Lâm Khiết đẩy tất cả chai lọ trên bàn xuống đất. Tại sao lại như vậy với tôi chứ? Tôi có gì thua kém cô ta sao? Tình yêu dành cho anh, tình yêu và lời hứa với anh chỉ là một lời nói. Còn cô thì sao? Tất cả đều là nhảm nhí sao? Dối trá. Khi kết quả đấu giá của Tây Thành được đưa ra, cô sẽ nhìn xem anh có thể rộng lòng như vậy hay không? Sau đó, để cho người của Lạc Gia mỗi ngày đều ghé tai thở dài gió bay. Nhìn anh ta mất đất, người khác sờn tóc gáy nói này nói kia anh có khó chịu không cô không tin anh có thể chịu đựng được cô ta liên quan tới những người đàn ông khác cho dù anh có thể chịu đựng được cô cũng sẽ không tin người phụ nữ đó giống như anh bị tình yêu làm cho choáng váng hai người tâm đầu ý hợp tôi xem thương thế nào tôi thật vất vả không nghĩ tới nắm chặt tay tức giận dùng lâm khiết nghiến răng nghiến lợi đàn ông đều không có lương tâm Nữ nhân xấu xa, muốn lợi dụng cướp đi người đàn ông của cô sao? Tại sao chứ? Tại sao cô ấy là người duy nhất không may mắn, bị bắt nạt và thất vọng? Cô ấy sẽ tự tìm ra con đường của riêng mình, đánh khi bàn là còn nóng. Cô muốn thêm một ngọn lửa nữa. Cắm đầu ngón tay, một tia hung ác xẹt qua mắt của Dung Lâm Khiết. Sau đó cô cầm điện thoại lên. Này, giúp tôi một chuyện. Sau khi tàn sở, Giang Hiểu Nhi lại chạy thêm một chuyến tới Trương Việt. Cô đang dò dự gửi tin nhắn cho anh, liền thấy vùng dịch phong bước ra nghe điện thoại. Giang Hiểu Nhi vội vàng chạy tới, nhưng là liếc mắt nhìn cô, Phùng dịch phong gần như là không có dừng lại, trực tiếp xoay người đi vào bãi đậu xe, bởi vì biết Giang Hiểu Nhi tự nhiên cũng không có dừng lại mà đi theo sau. Nhưng dọc theo đường đi, Phùng Dịch Phong nói chuyện điện thoại, Giang Hiểu Nhi cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, giữ khoảng cách, thậm chí là không dám phát ra tiếng động định đợi anh nói chuyện xong thì đã thấy anh bước lên xe nhìn thấy cô nhưng mặc kệ như muốn nói với cô rằng tôi nhìn thấy nhưng tôi không quan tâm đứng yên đôi tay nhỏ bé vô thức xoay túi giang hiểu nhi nóng bừng mặt xấu hổ đột nhiên cô cảm thấy mình trở thành một loại nữ nhân vì tình yêu mà đạp nhân phẩm ở dưới chân chuyện đã tới nước này giang hiểu nhi tự nhiên không muốn nhưng chân chân đều đã đi theo Đến trước cửa câu lạc bộ, hai người lần lượt xuống xe. Giang Hiểu Nhi lần này nắm lấy tay áo của anh trước, nhẹ giọng cầu xin. Em hứa sẽ không mềm lòng nữa, để cho em kiểm điểm đi, vẫn còn tức giận em sao? Chỉ nói cho anh cái này thôi sao? Phùng Dịch Phong thật ra có chút khó chịu. Trong trí nhớ, hình như trừ lần này ra, cô chưa từng chủ động đi tìm anh. Đột nhiên đối với Giang Hiểu Nhi sinh ra chút bất mãn. Giang Hiểu Nhi mím môi, trong lòng không khỏi lo lắng. Dòng điều của anh ấy hình như không đúng lắm nhưng ngoài cái này ra thì không có gì khác cả giang hiểu nhi còn đang vắt óc thì phùng dịch phong đã nhấc chân muốn đi tiếp tại sao lại có thái độ này chưa giang hiểu nhi nhanh chóng đuổi kịp chồng à tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi tìm thời gian nói chuyện có được không bước chân của giang hiểu nhi có chút lộn xộn nháy mắt cô té xuống Sợ ý cao giọng một chút phùng dịch phong quay đầu lại làm sao vậy có đau ở đâu không kéo cô lên phùng dịch phong cúi người kiểm tra chân tay của cô trong nháy mắt Giang Hiểu Nhi hai mắt híp lại, đau quá. Anh vẫn quan tâm đến cô, sự thừa nhận đột ngột đã cho Giang Hiểu Nhi dũng khí vô tận. Phùng Dịch Phong ở lại, Giang Hiểu Nhi ôm anh. Chồng à, anh thương em, tha thứ cho em một lần đi, đừng giận em mà, có được không? Em thực sự không làm điều gì có lỗi với anh hết, cả thể xác lẫn tinh thần, em sẽ không phạm lỗi nữa. Khóe mồi của Giang Hiểu Nhi hiển nhiên nhuộm lên một niềm vui không thể ngăn cản. Đương nhiên, trong nháy mắt, Phùng Dịch Phong liền bắt được ánh mắt của cô thay đổi. Anh cảm thấy nhói lòng. Anh xa sầm mặt, đẩy cô ra. Em không bị thương sao? Em nói dối anh. Biết là anh quan tâm em. Cứ dùng sự cẩn thận của mình ra mà làm điều liều lĩnh. Phùng Dịch Phong rất tức giận. Bởi vì vừa rồi anh không do dự. Cô chỉ muốn tình yêu của anh. Xem như quan tâm đó là bình thường sao? Cô lào đảo Giang Hiểu Nhi nghe thấy tiếng rắc rắc ở mắt cá chân của mình. Thật sự là rất đau lại ầm ừ một tiếng nhưng phùng dịch phong đã không còn phản ứng dù trương việt khánh trước đây hay là anh chưa bao giờ đau lòng như vậy trái tim muốn tàn nát hốc mắt ầng ực nước chán toát ra mồ hôi lạnh nhưng không có nói bất cứ điều gì cô quay người lại cố gắng kiểm soát rồi khập khiễng rời đi chân của cô ấy phùng dịch phong nhấc tay lên nhìn theo nhưng không phát ra âm thanh thấy cô lên xe rồi đi mất chết tiệt tại sao lại đẩy cô ấy chưa không biết vết thương có nghiêm trọng hay không. Xoay người anh lấy điện thoại ra. Thư ký đào giúp tôi làm một chuyện. Lên xe cúi đầu nhìn chân, nước mắt lăn dài nhưng không thể lên tiếng. Xe taxi đã đến ái ngữ hương. Nhìn người ra người vào quán, Giang Hiểu Nhi đóng cửa lại. Từ viện, lúc xuất thần xuống xe, Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Muốn gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng chân đau lại nhắc nhở cô không thích hợp. Sự tình này còn tốt hơn lúc trước tình yêu thực sự là con dao hai lưỡi, cho ngọt ngào bao nhiêu thì lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Cô vẫn còn hơi khó chịu nên đi rất chậm trên con đường đi. Vừa tới cửa, bảo vệ liền chạy ra, Giang Hiểu Nhi về rồi, có chuyện gì sao? Có cần tôi đỡ không? Được chào hỏi một cách nhiệt tình, người thanh niên trong tiềm thức muốn đưa tay ra. Gần như cùng lúc đó, Giang Hiểu Nhi xua tay, "Không, cảm ơn. Vừa bị trượt chân thôi, cảm ơn. Không có gì." Lúc này cô chỉ muốn một mình thôi. Giang Hiểu Nhi mới vừa đi hai bước. Thư ký đào đã vội vàng chạy ra. Trong tay vẫn cầm văn kiện. Giang Tiểu Thư thật là trùng hợp. Cô sao vậy? Bước chân dừng lại. Trong phút chốc, Giang Hiểu Nhi kinh ngạc. Thư ký đào, tại sao cô lại ở đây? Bạn của tôi mua nhà. Tôi đến cùng cô ấy xem căn hộ. Vừa mới hoàn thành, chuẩn bị rời đi. Tôi gửi cô ấy sau. Thư ký đào đã dìu cô vào thang máy. Không đợi Giang Hiểu Nhi phản ứng, liền trực tiếp ấn lầu 17 giang hiểu nhi bắt giác liếc cô thư ký vẫn biết mọi chuyện đưa cô về phòng thư ký đào giúp cô tìm dầu thuốc còn giúp cô xoa bóp vết thương giang hiểu nhi sợ tới mức nhanh chóng co chân lại tôi tự làm được thư ký đào đằng kia có nước nóng cô tự rót đi xoay người thư ký đào rót hai ly nước quay lại đặc biệt chú ý đến mắt cá chân của cô giang tiểu thư có chuyện gì không cô muốn đi bệnh viện không hình như là sưng lên rồi không sao đâu, vô tình thôi, không bị thương ở xương đâu. Ngày mai chắc sẽ khỏi, lần này cảm ơn cô. Nhờ cô giúp mà rút ngắn thời gian, Giang Hiểu Nhi thầm thở vào nhẹ nhõm, may mà ổn. Cô ăn gì chưa? Tôi gọi chút đồ cho cô. Không cần đâu. Không đợi Giang Hiểu Nhi trả lời, thư ký đào đã thu xếp mọi thứ gọn gàng. Không đầy 10 phút, đồ ăn đã được giao đến. Thư ký đào cũng giúp cô sắp xếp mọi thứ rồi nói. Giang tiểu thư, tôi có chuyện nên về trước. Một mình cô khóa cửa sớm, cẩn thận. Này, tiền này. Không đợi cô nói hết lời thì tiếng đóng cửa đã truyền đến. Giang hiểu nhi đầu óc trắng váng. Cá lớn không rẻ. Thư ký quả là tận tâm. Cô đúng là cùng anh. Nghĩ đến phùng dịch phong, Giang hiểu nhi ánh mắt lại mờ mịt. Ra khỏi tòa nhà, thư ký nhanh chóng bắt máy. Tổng giám đốc. Bởi vì chuyện này, Giang Hiểu Nhi hai ngày không tìm Phùng Dịch Phong nữa còn phùng dịch phong thì đang bận đấu thầu và xử lý một số hạng mục linh tinh anh bận quá không tìm được cô nhưng khi anh ra khỏi cửa công ty thì luôn luôn mong chờ gì đó trong phòng làm việc vừa xử lý xong việc gấp cửa phòng làm việc bị gõ vang anh phùng có chuyện gì vậy anh đứng nhìn mạc ngôn phùng dịch phong ra hiệu thư ký giúp anh rót một tách trà quay người khóa cửa lại vẻ mặt của mạc ngôn khó giấu được vẻ hưng phấn anh phùng tây thành đấu thầu chúng ta thắng rồi động tác đột ngột phùng dịch phong bị nước nóng làm cho bỏng cái gì đất tây thành 12,8 tỷ chúng ta lấy được rồi toàn bộ diễn ra suôn sẻ không xảy ra chuyện gì cả tôi đã làm xong thủ tục mạc ngôn lấy ra một số giấy tờ đưa cho anh phùng dịch phong cầm lên nghiêm túc nhìn mấy lần lông mày bất giác cau chặt lại tiến triển tốt chưa gật đầu mạc ngôn càng khó hiểu hơn không tệ so với chúng ta dự đoán ban đầu ngoại trừ lâm đại đối thủ này những người khác đã vượt qua mấy chục tỷ cũng không có tiếng động trường bá tiến vào trong vòng chung kết không có gì ngạc nhiên cả mới vừa rồi xem qua trương việt khánh không gây khó khăn gì cho chúng ta thậm chí còn không xuất hiện trong suốt trận đấu tôi không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên sấm lớn mưa nhỏ họ luôn luôn coi trọng việc trả giá này nhưng không ngờ rằng cuối cùng nó lại tệ hơn nhiều so với dự kiến chuyện lớn như vậy không có gì bất thường sao? Cậu cho là bình thường sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ đang ở trước mắt. thì đà đã, đã ký ngay tại chỗ và không có trường hợp thay đổi. Tài chính thì không sợ xét duyệt gì cả. Mục đích của việc này là gì đây? Khi ánh mắt chạm nhau, Mạc Ngôn nói. Chẳng lẽ thật sự là chúng ta suy nghĩ quá nhiều, sổ thầu bị người lấy, bọn họ sợ sao? Sẽ không đơn giản như vậy đâu, cậu không nghĩ là lạ sao? Bà Giàng hiểu nhi bị đầu độc, ép em ấy cướp sổ thầu hơn nữa cài phần mềm giám sát trong điện thoại di động tỉ mỉ như vậy và đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối nào cả vào thời điểm giao dịch cuối cùng liều lĩnh lại thành công điều này bất hợp lý rõ ràng là có người cố ý sắp xếp một bàn ăn lớn cho chúng ta làm nhiều việc như vậy chẳng lẽ chỉ muốn họ ly hôn sao quá là tầm thường đúng tây thành tuy dành phát triển chậm hơn một chút nhưng mảnh đất này cũng có lãi thịt đến miệng lại từ bỏ sao xoa chóp mũi mạc ngôn không thể hiểu ra sao tiếp tục theo dõi trên đời không có tường không thấm phùng dịch phong đang lầm bầm thì đột nhiên nói xem xét thử kết quả đấu thầu sẽ được công bố ngay lập tức từ bây giờ chúng ta đầy giá trước anh có hiểu ý tôi không tôi đến tòa soạn báo ngay lập tức mua thì sao chứ khoe khoang còn không dễ dàng sao đúng nếu biết mảnh đất này rất có giá trị mất nó cũng lo lắng sau hai ngày trầm mặc, Giang Hiểu Nhi thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vào bữa trà chiều, ngay khi rảnh rỗi, cô mở máy lên nhìn lại trống trơn. Anh ấy giận hay là muốn bỏ rơi cô đây? Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giang Hiểu Nhi thở dài một hơi, sao phải quan tâm chứ? Màu rụng tóc, điểm mấu chốt này thực sự không thể chạm tới. Sau khi sững sờ nhìn qua điện thoại, cô theo thói quen mở trang web và tìm kiếm. Kết quả làm cô sáng mắt. Trương Việt thể hiện sự độc đoán Tây Thành giá trị hàng chục tỷ, định giá gấp hơn 3 lần. Đất Tây Thành, anh hạ thù sao? Giang Hiểu Nhi mừng rỡ, thắng Tây Thành rồi. Anh ấy sẽ tin cô không phản bội anh nữa. Bây giờ có thể thú nhận tất cả. Anh ấy nhất định sẽ hiểu những khó khăn và tin tưởng vào sự chân thành cùng với lời hứa. Giang Hiểu Nhi như sống lại, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhất quá tam ba bận, đây là nguyên tắc. Đã tìm anh hai lần rồi, lần cuối cùng là hôm nay vừa hạ quyết tâm, tường chủ nhiệm cũng đã đưa ra danh sách. Giang Hiểu Nhi, Trần Quản Lý từ Ba Lắc Kỳ vừa gọi tới. Họ có một số khách hàng đang kẹt ở trong khách sạn. Liên lạc với anh ấy giúp tôi. Ngay bây giờ để tiết kiệm tiền, tôi chọn một khách sạn ba sao đại khái. Không biết có chuyện gì xảy ra. Việc riêng thì cứ để đó. Được rồi. Sau khi nhận địa chỉ, Giang Hiểu Nhi liền ký tên ở bên cạnh. Vừa vặn làm xong thì có thể trực tiếp đến Trương Việt ở một bên nhìn thấy tin tức dùng già đột nhiên bùng nổ cầm điện thoại lên dùng lâm khiết vội vàng chạy xuống lầu quả nhiên ba cô ta cũng đã quay lại theo dùng chính khí vào trong phòng làm việc dùng lâm khiết nói ba tại sao lại vậy đất tây thành làm sao trương việt đấu thầu thành công giá trị thực sự là hơn ba mươi tỷ tính toán lỗ một nửa sau lừa gạt sau ai biết chứ bà đã trở lại ngay khi vừa xem tin tức Trước đó rõ ràng đã nhờ người đánh giá Nhưng hiện tại chúng ta đã đưa tiền Xem ra chỉ còn là chuyện chúng ta Ai mà không tức giận đây Mấu chốt là bây giờ Không biết có phải thật hay không Không biết có ai tin không nữa Hơn nữa trả giá của Lâm Đại thất bại Ai biết Tần Tổng Cha bất tài Giao hết hồ sơ đấu thầu cho anh ta mà không lật lại được Nếu như không phải do sợ tán ra bài sản Lại phải chia cho hắn sao Cầm điện thoại di động Dùng Lâm Khiết càng hận Đất Tây Thành nổi bật, như vỏ tre lấy nước mà còn lo việc này sao? Ba, phải thử một chút. Nếu như Phùng Dịch Phong vui vẻ hòa giải với Giang Hiểu Nhi thì cô sẽ thật sự bị gà cho người khác. Dùng lầm khiết nói. Giải quyết bọn họ trước đi. Đừng lộn xộn. Nếu như chúng ta lộn xộn, chúng ta sẽ bị người khác chú ý. Phùng Dịch Phong, mạc ngôn rất đáng sợ. Ý là gì chưa? dùng lầm khiết bên tai thì thào nó nhỏ vài câu vốn dĩ không chuẩn bị kỹ như vậy nhưng bây giờ phải thực hiện sớm nếu không sẽ thành phí công Bà, hiện tại đây là kế hoạch hoàn hảo nhất thỏa thuận đã được ký dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng không thể liên quan đến bây giờ chúng ta phải thu xếp lúc nào đó nó mới là mấu chốt thế nào vậy thì làm đi trong khách sạn trần quản lý ổn định khách hàng giải thích vấn đề phục vụ và bếp Giang Hiểu Nhi vào bắt tay với anh ta. Vậy thì ổn rồi, tôi đi đây. Nếu như có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi. Cảm ơn Giang tiểu thư, hôm nay cảm ơn. Tôi không biết có hai đoàn người Thì ra đều chọn nơi này, tôi cũng đã xem. Cảm ơn cô rất nhiều. Có người mới, nam nữ có sự khác biệt như thế này, anh cũng đừng quá nhiệt tình, không phải ai cũng có thể nhận lão này rất ghen tị, nghĩ anh giành bạn gái hắn, đừng quá nhiệt tình trong thương thảo, hắn cố tình khó dễ anh sau khi giải thích với anh ta giang hiểu nhi liền rời đi lúc ra ngoài thấy còn sớm đoán chừng hôm nay tâm tình của anh rất tốt cô hạ quyết tâm tối nay nhất định phải giải thích rõ ràng giang hiểu nhi đi ăn nhẹ trước lúc đi ra ngoài vô thức bật điện thoại đang định đi đến bãi đậu xe đột nhiên một bóng người tức giận chạy tới đầy cô giang hiểu nhi độ đê tiện không biết xấu hổ giang lộ sau túi sách bị giật điện thoại bị đập nát điên hả? làm sao vậy uống nhầm thuốc sao chạy tới đây làm loạn. Giang Hiểu Nhi tức giận cúi xuống nhặt túi sách và điện thoại, sắc mặt trở nên tối sầm. Sao trời này, sao lại tới tìm cô chứ? Giang Hiểu Nhi, đồ lẳng lơ, đồ đê tiện vô liêm sỉ, còn mở mắt nói bậy sao? Lại dụ dỗ Việt Khánh rồi hả? Chúng tôi đang vui vẻ, sao lại chia tay? Cô tưởng tôi không biết cô làm cái việc bẩn thỉu gì sao? Nếu như không phải cô, anh ấy sẽ phát bệnh sao? Nếu như cô dụ dỗ anh ấy, anh ấy sẽ vô thức gọi tên cô sao? đã lâu rồi không nhắc tới anh ấy. Chỉ vào mũi Giang Hiểu Nhi, Giang Lộ hét lên một tiếng, không ngừng đẩy cô ra, giật túi sách. Giang Hiểu Nhi cũng chống trả và giật lại túi sách của mình. Giang Lộ, cô có bệnh sao? Đơn giản là một kẻ mất chi. Người của cô chạy lung tung, lại tới quấy rầy tôi. Đầu óc của cô có vấn đề sao? Tôi không bao giờ chủ động đi khiêu khích anh ta cả. Trường Việt Khánh làm gì nên đi hỏi anh ta. Chính mình không quản, tôi có thể quản sao? Khốn kiếp một con rán trốn cũng muộn rồi tìm được cô rồi đổ điên bị vạ vô cớ lại bị chửi rủa giang hiểu nhi càng tức giận hơn không hiểu tiếng người sau tôi không thích tên cặn bã đó cô thích thì cứ việc chặt chân anh ta để tránh chạy loạn phát điên đừng có xáo trộn cuộc sống của tôi nữa mắt tôi chưa mù đâu cô khiêu khích tôi sao khó thoát giang hiểu nhi tức giận ném tới lập tức vừa đấm vừa đá giang lộ ở một góc đường hai người ẩu đà chơi rùa hồi lâu mặt mũi đỏ bừng giang lộ lại chỉ vào cô tốt hơn hết cô nên nhớ những gì mình đã nói đừng có làm phiền anh ấy nữa việt khánh coi thường sự phù phiếm của cô một người phụ nữ hám lợi giang hiểu nhi rượu cợt nói anh ta cũng xem cô là nữ nhân dối trá lòng dạ như rắn rết cô có ý gì chưa muốn một chân đạp hai thuyền sau sợ rằng không có cái nào lại chết sau khi xốc quần áo trên người giang hiểu nhi bình tĩnh lại cô nên lo lắng cho bản thân mình đi. Cuối cùng còn không được vào cửa. Thật tiếc ghê điểm này. Tôi lại hơn cô. Đừng quên, cô không còn là người nhà họ Giang. Tôi và Trương Việt Khánh ở cùng với nhau. Cô có quyền gì mà buộc tội mà nói điều này chứ? Giang lộ nếu tôi là cô, thay vì đứng đây tranh cãi nên lo việc hai người đi. Thú vị không? Giang Hiểu Nhi xem điện thoại bị hỏng, sau đó ném xuống mặt đất. Phía sau, Giang Lộ sừng sốt chậm rãi thu dọn, khóe môi cũng nhếch lên cười điện thoại di động của anh không chỉ bị hỏng, chậm trễ nửa giờ qua khỏi giờ tan tầm. Nhất thời không biết nên tiếp tục đi trương Việt hay là về nhà nữa, hoặc là mua điện thoại mới. Giang Hiểu Nhi cũng trầm mặc chuẩn bị đến trương Việt, xe chậm rãi đi về phía trước. Giang Hiểu Nhi mắng giang lộ học máu. Khi ánh mắt vô tình đào qua, đột nhiên một bóng người màu lam hồng. Não của Giang Hiểu Nhi đột nhiên nổ vang một tiếng, dùng lầm khiết. Quần áo trên người của cô ấy tại sao lại giống cái cô cắt như vậy chiếc váy đuôi cá màu xanh lam pha màu hồng màu sắc đặc biệt phong cách đơn giản nhưng độc đáo dường như đã khắc sâu trong tâm trí của giang hiểu nhi không phải anh ấy nói rằng chiếc váy này được đặt làm riêng nên mua hết sao tại sao lại trùng hợp như vậy đồ của dung lâm khiết thực sự là giống đồ giả sao không dù sao thì xuất thân từ thiên kim tiểu thư cô hiểu rất rõ xã hội thượng lưu nhãn hiệu nổi tiếng không thể để so sánh mà còn là biểu tượng của bản sắc và hương vị. Như nhiều khi họ mặc không quá lộng lẫy, giản dị, thanh đạm là một kiểu không tôn trọng con người. Trong giới phụ nữ cũng là một phần không thể thiếu của đàn ông. Nếu như ăn mặc hở hang sẽ bị ảnh hưởng đến quan hệ của những người đàn ông. Bởi vậy, nhiều người dù biết là xa xỉ, lãng phí nhưng vẫn cứ bỏ tiền ra mua. Vì vậy, một số người thà mua đồ cũ của các thương hiệu nổi tiếng rất kiêng kỵ mặc đồ nhái thân phận như dung lâm khiết một bộ quần áo đắt đến mức nào thì làm sao có thể mặc đồ giả vì thích được chưa trùng hợp sao hiểu nhi ngừng suy nghĩ theo bản năng giang hiểu nhi nghĩ là do phùng dịch phong đã đưa cho cô mặc cùng cỡ với mình hay là cô đổi cỡ lớn hơn hoặc là phùng dịch phong đưa cỡ lớn cho cô ta anh nói anh mua tất cả vì không thích bị trùng. Lúc đó cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong lòng mang theo hận ý, Giang Hiểu Nhi lại nghe thấy tiếng còi xe chói tay. Vô thức đánh tay lái rẽ sang một bên đường, tầm mắt vẫn nhìn bộ trang phục. Hiểu Nhi khôi phục lại lý trí, muốn quay đầu xe rời đi. Vừa chuyển động, liền thấy lọt vào tầm mắt có thêm một bóng dáng quen thuộc bên cạnh cô. Cả hai đang ôm nhau, thì thầm rồi quay ra đường. Chính mình cũng không thể tin. Hiểu Nhi không thể nhúc nhích. Phùng dịch phong. Bọn họ... Làm thế nào mà... Giang Hiểu Nhi nhích người đuổi theo hướng của hai người biến mất. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Dự án đất Tây Thành bất ngờ thành công nên hành trình ban đầu của Phùng Dịch Phong lại nhàn hạ. Trong khách sạn dùng bữa với một vài người bạn, bọn họ bàn bạc với nhau một số chuyện và chuẩn bị đi đến hộp đêm để vui vẻ. Sau khi tiến mọi người lên xe, Phùng Dịch Phong vào trong phòng tắm, thờ phào nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng tắm, anh mở điện thoại, mím môi khó chịu. Bỏ cuộc sau, còn không thèm nhắn tin điện thoại cho anh sao? Người phụ nữ này anh không đáng để đấu tranh sao? Đang chọc giận anh sao? Còn không giữ được hai ngày, nhường một bước cũng không đến. Khó chịu, quay đi quay lại, động tác của Phùng Dịch Phong cũng có chút lo lắng. Anh Phùng, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tắt điện thoại, Phùng Dịch Phong nói, không có gì, đến Đông Phương Khuynh Thành đan bài xong chưa? Vừa đi, Mạc Ngôn vừa gật đầu, yên tâm đi, tổng quản lý sẽ giải quyết, ngày mai để cho bọn họ làm tất cả những việc tiếp theo, không thể lưu lại vấn đề. Tới cửa thang máy, Phùng Dịch Phong lại nói, cùng với ngân hàng thương lượng để bọn họ phân bổ vốn sớm đi, đừng chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta. Ngày mai tôi sẽ thu xếp. Ngay khi hai người vừa bước vào thang máy, điện thoại di động của Phùng Dịch Phong vang lên, tưởng là Hiểu Nhi gửi tin nhắn đến phùng dịch phong lập tức mở tin nhắn ra xem nhưng khi nhìn thấy thì cả người anh liền sững sờ mất ba giây là tin nhắn từ số lạ phùng dịch phong nếu như anh cắt đường phát tài của tôi tôi giết vợ anh nửa canh giờ tại bắc phùng thương thư viện một mình đến nếu tin tức bị lộ ra chúng tôi sẽ giết chết cô ấy phùng dịch phong sắc mặt tái nhợt đột nhiên nghĩ hai ngày qua hiểu nhi không có tìm anh không phải là cô ấy không tới là có chuyện gì sao anh gọi vào số của Hiểu Nhi. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Gọi mấy lần đều tắt máy, Phùng Dịch Phong đột nhiên hoảng hốt. Anh Phùng, có chuyện gì vậy? Hiểu Nhi hình như bị bắt cóc rồi, kiểm tra số điện thoại của gia thế cho tôi. Sau khi ra khỏi thang máy, Phùng Dịch Phong trực tiếp chạy đến bên cạnh xe, trước tiên gọi vào số của công ty. Cô ấy rời đi lúc chiều. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Gọi thêm mấy lần cũng không liên lạc được với Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong cảm thấy không ổn, buổi chiều rời đi là do bị bắt sau. Ngày sau đó, Mạc Ngôn cũng tìm được hồ sơ lái xe của cô, nói: "Anh Phùng, tôi đã cử người đến kiểm tra xe và số điện thoại, có muốn gọi cảnh sát không?" "Không, không biết tình huống như thế nào, đừng gọi cảnh sát, bên kia chỉ cho tôi nửa canh giờ thôi, tôi phải đi ngay đây, có gì thì gọi cho tôi." Sau khi khởi động xe, Phùng Dịch Phong gọi vào điện thoại của số bên kia quả thực là có kết nối. Anh là ai? Anh định làm gì? Tôi còn chưa có cưới. Anh nhìn lầm rồi sao? Đúng. Sau khi thay đổi, dây tiếp theo, trên điện thoại truyền đến tiếng ngâm nga của một người phụ nữ, hình như là bị bịt kín miệng, quần áo rách dưới, thỉnh thoảng có tiếng la, bởi vì đều là những tiếng la, nên Phùng Dịch Phong nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không phân biệt được có phải là Giang Hiểu Nhi hay không. Phùng Dịch Phong thần kinh suy sụp, Đừng có chạm vào cô ấy, anh muốn như thế nào, nói mau đi. Một mình đến đây, 20 phút sau không gặp thì tôi không đảm bảo đâu. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Gì cũng được, dám động vào cô ấy, tôi giết anh. Phùng Dịch Phong hoảng sợ đạp hết chân ga. Phùng Thiếu, tên như truyền thuyết, chúng tôi chỉ làm muốn cùng anh nói chuyện thôi. Nếu như anh không động thủ, chúng tôi sẽ không động thủ. Chưa chờ Phùng Dịch Phong đáp hết lời, thì đầu bên kia đã cúp máy. Lúc này Mạc Ngôn cũng gọi điện đến. Anh Phùng, thời gian quá ngắn, điện thoại không định vị được. Xe của Giang Tiểu Thư đậu ở ngõ phố Bắc Nguyên. Thấy Giang Tiểu Thư đi vào nhưng không có đi ra. Xe vẫn đang đậu ở bên đường. Không có lệnh của tôi, không được hấp tấp. Tôi đang đi đến Bắc Vùng Thương Thư Viện. Cậu chạy đến ngoại vi cách đó đi. Nếu như sau một tiếng mà vẫn không thấy tôi hồi âm thì lập tức hành động. Phùng Dịch Phong cũng khá là khó hiểu. Thật sự là ở phương Bắc sao? <laughs> Cô ấy chạy qua đó để làm cái gì chứ? Ai biết quan hệ giữa hai người mà ra tay với cô ấy đây? Chết tiệt! Đáng ra anh không nên cãi nhau với cô ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại